Klopp chờ mang UTD hoặc Newcastle sảy chân. Huấn luyện viên Jurgen Klopp muốn Liverpool tiếp tục gây áp lực và sẵn sàng vượt lên nếu mang UTD hoặc Newcastle sảy chân trong cuộc đua top 4 ngoại hạng Anh. Chúng tôi phải cố gắng thắng 2 trận còn lại, Klopp nói sau trận đá muộn vòng 36 ngoại hạng Anh hạ Leicester 3-0 ngày 15 tháng 5. Tôi không nghĩ Liverpool có thể vào top 4 khi xem mang UTD và Newcastle thi đấu. Nhưng sẽ thật đáng tiếc nếu họ sảy chân và chúng tôi không thể vượt lên. Vì vậy, chúng tôi phải làm tốt phần việc của mình. Trên sân King Power hôm qua, Liverpool áp đảo và thắng Leicester 3-0 nhờ cú đúp của Curtis Jones cùng siêu phẩm của Trent Alexander-Arnold. Kết quả này giúp Liverpool rút ngắn khoảng cách với Man UTD và Newcastle xuống 1 điểm và đá nhiều hơn 1 trận. Ở các vòng còn lại, Liverpool đụng Aston Villa, Southampton, trong khi Man UTD gặp Bournemouth, Chelsea, Fulham, còn Newcastle đấu Brighton, Leicester, Chelsea. Để cán đích trong top 4, thầy trò Klopp cần thắng cả 2 vòng cuối và mong Man UTD hoặc Newcastle sảy chân ở ít nhất 2 trong 3 trận còn lại. Cách đây 6 tuần, Klopp từng nghi ngờ khả năng Liverpool dự các cúp châu Âu mùa tới khi họ tụt xuống thứ 10 sau thảm bại 0-3 trên sân Wolves hồi tháng 2. Chiến thắng trước Leicester cũng giúp Liverpool chắc chắn cán đích trong top 6 ngoại hạng Anh để ít nhất dự Europa League mùa tới. Huấn luyện viên Đức tự hào khi Liverpool tìm lại nhịp thi đấu, nhưng khẳng định không hài lòng với vé dự Europa League mà hướng tới Champions League. Nhiệm vụ của chúng tôi lúc này là tiếp tục gây áp lực đến cùng, ông nói. Klopp ca ngợi Curtis Jones đang đạt phong độ cao, ghi hai bàn tuyệt đẹp bằng hai chân và Cody Gakpo đá được nhiều vị trí trên hàng công, giúp Liverpool có nhiều lựa chọn chiến thuật. Ông cũng tiết lộ toàn đội sẽ nghỉ ngơi hôm nay, rồi trở lại tập luyện ngày mai 17/5. Trước Leicester, Liverpool ấn định tỷ số nhờ pha dàn xếp đá phạt giữa Mohamed Salah và Alexander Arnold. Từ khoảng cách khoảng 25m, ngôi sao Ai Cập chạy đà giật gót để Trent Alexander-Arnold dứt điểm chân phải găm bóng về góc xa, ngoài tầm với của thủ thành Daniel Iverson. Bộ đôi này từng phối hợp ghi bàn tương tự ở trận gặp Chelsea năm 2019. Klopp muốn chúng tôi thử lại bài đá phạt này sau thời gian dài không thực hiện. Tôi nghĩ chúng tôi đã gây bất ngờ cho Leicester và tôi có thể đưa bóng về góc xa. Đó là bàn thắng đẹp mắt, Alexander Arnold tiết lộ. Hậu vệ phải này còn ca ngợi đàn em Jones luôn thể hiện đẳng cấp, tận dụng cơ hội để thể hiện khả năng khi được ra sân. Trận thắng Leicester hôm qua mới là lần thứ 10 tại ngoại hạng Anh mùa này tiền vệ 22 tuổi được đá chính. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.